440 triệu là giá của cái xe tải sắt L250 trước mắt của chúng ta. Vì sao là con xe này có giá như vậy? Trọng Lĩnh xin kính chào toàn bộ quý khách hàng. Thì hôm nay Lĩnh và các bạn sẽ tìm hiểu sơ về con xe sắt đời 2019 1 tấn 99 cabin tròn, thì đang có giá là 440 triệu. Xe và thùng đầy đủ. Đây, tại vì nó có một cái đặc điểm ở phía sau cho chúng ta. Đây chính là một cái bẩn nâng hàng phía sau. Thì giá 440 là đã có xe và thùng và có bẩn nâng luôn cho chúng ta, rất là tiện lợi cho việc lên xuống hàng. Với sức nâng là tối đa là 1 tấn hàng, rất là mạnh mẽ. Đây, rất là tiện lợi cho anh em mà chở hàng xô, thì lên hàng xuống rất là cho nó khỏe chúng ta khỏi bốc xếp cho nó nhẹ nhàng. Đây là chiếc xe sắt L250 1 tấn 99, có chiều dài thùng là 4m3, chiều ngang là được 1m82 và cao của nó là được 1m9. Mở cửa hông, bên hông và cửa sau. Anh em chúng ta cùng Lĩnh đi chi tiết vào xe nha. Đây, xe mình là cabin tròn nên là được sẽ bảo hành động cơ và được 3 năm. Thì cái xe mình bảo hành thì nó chỉ theo chỉ được động cơ 3 năm thôi, còn các thành phần khác thì nó có theo sổ bảo hành, tùy theo từng bộ phận có thể là 3 tháng 6 tháng. Xe sắt mình nó cũng là phiên bản này làm trang bị động cơ Isuzu các bạn. Isuzu. Rồi để Lĩnh mở cái động cơ xe nha. Ơi, đây là cái động cơ Isuzu bảo hành 3 năm của xe sắt L250. Xe có trục bô tăng áp. Rất là mạnh mẽ, thể tích làm việc là 2.771. Mức tiêu hao nhiên liệu là 100 cây 10 lít. Ta có thể quan sát luôn. Nhíp trước. Đấy. Đảm bảo lốp chúng ta là 7R16. 6 lốp đồng nhau. Rồi, đây là khối động cơ Isuzu. Rồi, anh em cùng Lĩnh khám phá trong cabin xe nha. Đây là tay cửa của jack. Trang bị kính chỉnh điện. Ghế thì hiện tại ghế nỉ. Ghế này thì bên công ty Lĩnh sẽ hỗ trợ cho anh em bọc simili lại rất là đẹp. Lăng ba cháu. Đây là cái màn hình điều khiển xe. Đấy. Cần số là 5 số tiến, 1 số lùi. Xe mình có sẵn máy lạnh, radio, cổng USB, FM, mồi lửa. Đây là giải trí xe nào cũng có. Máy lạnh thì có sẵn. Lấy được gió trời. Nội thất đi được, nội cabin đi được 3 người. Đây là xe rắc. Kính chỉnh điện đầy đủ. Đây là cái thùng xe để Lĩnh quay cái thùng. Đóng hai lớp nha các bạn. Ngoài nắp trong tôn kiểm, giữa là mút xốp, cửa sau sàn bằng sắt phẳng.
Rồi. Cái hôm này đây chất xi xe rất là dày, chất xi được dập nguội một phát thành hình. Máy dập 6.000 tấn của Nhật. Đấy, bình đặc quy một bình 2V. Lốp sau bánh đôi Kosumina. Đây, cầu. Cầu lắp hộp số đều đồng bộ của Isuzu nên là đảm bảo chất lượng. Nhíp sau thì hai tầng. Đấy, các bạn nhìn thấy chắc chắn. Đây. Có cái bẩn nâng hạ sau. Bẩn nâng hạ. Rất là tiện lợi luôn. Phiếu đầy đủ, giấy tờ chuẩn. Phía sau chúng ta có một cái bình, đây là để đựng đồ nghề đây. Bình dầu thì làm bằng nhựa cao cấp 80 lít. Đây, bình dầu của xe. Xe chúng ta là được hỗ trợ ngân hàng là 75%. Anh em cung cấp chứng minh nhân dân, sổ khẩu là nhận được xe. Thời gian vay thì được 2 đến 7 năm tùy anh em chọn. Lãi suất là 0,7% trên tháng. Thì nó chỉ cố định trong vòng 1 năm đầu tiên thôi. Qua năm thứ 2 thì lãi về bình thường rơi vào khoảng 0.9 đến 0.95. Thì thương hiệu Dắt thì đã được khách hàng cũng rất là tin tưởng rồi. Một xe dòng xe tải Trung Quốc nhưng mà được động cơ thì của Isuzu, nó có nhiều phiên bản động cơ của Banchai hay động cơ Isuzu hay động cơ Kubin, nó là nhiều loại. Rồi. Anh em có nhu cầu về xe thì cứ gọi số điện thoại trên màn hình, Lĩnh sẽ tư vấn cho anh em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em những video clip khác.